Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các bạn bài học số 18 tìm hiểu về thủ tục. Chúng ta sẽ học cách viết thủ tục product trong logo và thực thi các dòng lệnh. Sau khi học xong bài học này thì cô sẽ hướng dẫn lưu, tại vì chúng ta học thủ tục thì chúng ta mới lưu được trong logo. Rồi, cô sẽ đi vào hoạt động số 1. Đầu tiên cô sẽ khởi động logo. Đây là giao diện của phần mềm logo mà chúng ta đã học trong chương trình học kỳ 1. Cô sẽ thực hiện vẽ các cái dòng lệnh và các bạn sẽ quan sát xem điều gì sẽ xảy ra. Set PC không repeat và FD100 RT120 thì các bạn đoán xem cái câu lệnh này chúng ta sẽ vẽ hình gì. Và đây là kết quả, đây là một hình tam giác đều có cạnh là 100 và chúng ta quay một góc là 360 chia cho 3 thì bằng 120. Tiếp theo PU RT90 FD 200 RT90 sẽ đưa con trỏ sang cái vị trí mới về đây, hạ bút xuống. Và giờ cô sẽ gõ lệnh set PC1. Cô sẽ vẽ cái hình thứ hai. Cô đánh lỗi lệnh nha các bạn. Set PC1 và các bạn sẽ quan sát cho cô repeat 4 FD100 RT90. Nhớ lại xem các bạn đến đây sẽ là hình gì và các bạn sẽ xem kết quả. Đây là một hình vuông có cạnh là 100. Rồi RT90, cô sẽ lại nhấc bút lên up FD100 RT90 BD lại bút xuống. Bây giờ cô sẽ tiếp tục với cái hình vẽ thứ ba, set PC4. Các bạn sẽ quan sát xem coi cô vẽ hình gì. Repeat 360 FD1. Chúng ta chỉ bước có một bước và góc quay là 1 độ. Các bạn đoán xem cô đang vẽ hình gì và các bạn sẽ quan sát. Như vậy cô vừa mới thực hiện vẽ xong cái hình tròn là bước đi là 1, góc quay là 1 độ và cô vẽ 360 cái hình như thế thì cô đã được một hình tròn kín. Như vậy là các bạn lưu ý cho cô, để vẽ được một hình trong logo, các em cần phải nhớ và gõ chính xác các cái dòng lệnh. Khi số lần hình vẽ xuất hiện nhiều, các em sẽ phải gõ lệnh rất nhiều. Tuy nhiên, các em có thể dạy chú rùa Turtle ghi nhớ trình tự các câu lệnh này. Khi cần sử dụng, các em chỉ cần gõ tên chú rùa Turtle sẽ được thực hiện những gì mà chú đã được ghi nhớ. Ví dụ như chúng ta đã vừa gõ hình vuông, hình tam giác và hình tròn, thì chúng ta sẽ cần lưu nó lại như thế nào? Thì chúng ta sẽ chuyển qua cái bài học số 1, đấy là thủ tục trong logo, logo product. Là nhiệm vụ chúng ta sẽ tạo ra những dòng lệnh mới cho logo. Những điều mà người sử dụng dạy cho logo làm bao gồm các bước thực hiện như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ tạo như sau. Chúng ta sẽ có tên. Cô sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo luôn, vừa hướng dẫn và vừa tạo luôn. Đầu tiên thì để nhập cái thủ tục trong logo product. Ví dụ như khi em vẽ hình vuông thì chúng ta sẽ gõ vào ô lệnh, đó là to. Cô sẽ xóa hết những cái câu lệnh ở phía trên đi. CS to hình vuông, cô gõ đặt cái tên là to hình vuông. Như vậy cô sẽ có một cửa sổ lệnh
mở ra. Sau đó cô sẽ nhấp vào OK. Ở đây các bạn nhập lệnh rồi các bạn nhấn OK. Ví dụ như là repeat, cái này cô sẽ phải gõ lại. Ở đây cô không muốn gõ, cô sẽ nhấn cancel nhé các bạn. Như vậy là xí nữa cô sẽ điều chỉnh ở bên trong, cô không có gõ cái lệnh này nữa. Thì các bạn thấy nó sẽ hiện ra một dòng thông báo, đó là hình vuông define it, là chúng ta sẽ không tạo được. Để chúng ta có thể tạo được thì chúng ta có thể vào Advanced. Các bạn thấy là cái thủ tục chu hình vuông của mình nó vẫn đang còn. Thì ở đây cô sẽ phải gõ cái lệnh vẽ hình vuông. Thì cô sẽ sao chép lại cái lệnh hình vuông mà cô đã đánh ở trên, set PC 1 và repeat 4 FD100. Cô nhấn Ctrl C, sau đó cô sẽ vào cái editor Ctrl V. Và cô đã vẽ xong cái lệnh hình vuông. Và lúc này cô sẽ lưu save and exit. Cô cần lưu cái câu lệnh này vô nhé các bạn. Và lúc này cô không cần phải vẽ hình vuông này nữa, mà cô chỉ cần gọi cái tên thủ tục ra, đó chính là hình vuông. Và cô nhấn Enter, như vậy là cái hình vuông của cô nãy, cô vừa viết câu lệnh hình vuông đó ra, thì nó nằm ngay ở đây luôn. Và sau khi các bạn học xong cái bài này thì các bạn sẽ hiểu rõ hơn về phần lưu là vậy. Vì chúng ta lưu thì chúng ta chỉ lưu được các thủ tục thôi, chứ nếu như các bạn lưu bình thường các bạn sẽ không lưu được các câu lệnh. Và bây giờ cô sẽ hướng dẫn các bạn lưu, đó là các bạn vào file.save. Và tại đây các bạn sẽ tạo một cái thư mục. Cô sẽ tạo một cái thư mục ở trong ổ đĩa D hoặc ổ đĩa E tùy máy các bạn. Ví dụ như là cô tạo trong ổ đĩa D. Tạo một cái thư mục, cô sẽ nhấp vào create new folder. Đặt tên là logo lớp 5. Rồi nhấn enter, nhấn enter thêm một lần nữa. Và ở đây cô sẽ đặt tên cho nó là vẽ hình. Cô chỉ đặt tên là vẽ hình thôi, và cô sau đó cô nhấp vào save. Như vậy là cô sẽ tắt đi. Sau khi cô tắt đi, cô có thể mở nó lại bằng cách cô vào cửa sổ Windows Explorer, cô vào ổ đĩa D. Cô vào lại cái mục mà cô đã vừa mới tạo thư mục, đấy là cái gì? Logo. Nãy cô đặt ở D hay E các bạn nhỉ? Đây, logo lớp 5. Và cô sẽ nhấp đứt chuột vào đây. OK. OK. Như vậy là cô vừa mới khởi động cái file mà cô đã lưu. Thì các bạn thấy rằng cái file của chúng ta không hề có hình vẽ, cũng không hề có một cái bất cứ cái câu lệnh nào được lưu ở trong cái commander này. Thì việc cái lưu trữ này á, nó sẽ nằm trong Android. Các bạn sẽ thấy là cái câu lệnh hình vuông chúng ta là thủ tục chúng ta vẫn còn. Do đó là tại sao các bài học trước cô không dạy các bạn lưu, là cô muốn đợi cô sẽ hướng dẫn phần thủ tục xong cô mới hướng dẫn các bạn lưu. Vì trong logo chúng ta chỉ lưu trong thủ tục được thôi, còn lưu ở trong commander chúng ta chỉ có thể thực hiện các câu lệnh, chứ không thể nào mà giúp chúng ta lưu được. Đó, là cô lưu ý các bạn là như vậy. Và bây giờ cô sẽ gọi lại tên. Cô đóng cửa sổ và cô gọi lại tên. Yes. Cô gọi lại tên hình vuông. Thì cái thủ tục hình vuông này nó sẽ được thực thi, và cái hình vuông mà cô vừa vẽ nó đã được thực hiện. Đó. Rồi bây giờ cô sẽ vẽ lại cái hình tròn. Ở đây cô cũng có thể copy nhé các bạn. Để làm nhanh cô nhấn Ctrl C và cô nhấn Ctrl V. Nhưng mà cái này là hình vuông nó lặp lại thì vô lý quá. Thì ví dụ như hình tam giác, cô sẽ vẽ vào đây là hình tam giác. Cô đặt màu khác, ví dụ set PC không. Hình tam giác thì có repeat chúng ta lặp lại là 3, và góc quay sẽ là 120 độ. Chưa? Đó là hình tam giác mà nãy cô đã thực hiện cho các bạn ngay từ cái khúc đầu, là cô đã thực hiện cho các bạn xem rồi. Và cũng tương tự như vậy thì cô sẽ làm thêm một hình nữa, đấy là hình tam giác, hình tròn đi. Cô sẽ vẽ hình tròn lại, hình tròn với
SFPC là màu số 4 và cô có góc quay là 360, cạnh là bằng 1 và góc sẽ là 1 độ. Như vậy là cô đã viết xong ba cái thủ tục hình vuông, hình tam giác và hình tròn trên cùng một cái hình vẽ. Và bây giờ cô sẽ xây, cô sẽ lưu cái câu lệnh này lại. Và bây giờ cô chỉ việc di chuyển PU. Cô nhấc bút lên LT90, cô quay con chó FD. Những cái này là việc cô muốn thể hiện nó trên cùng một trang logo nên cô mới hướng dẫn các bạn nhấc bút lên. Còn nếu không các bạn, nếu khi các bạn viết thủ tục các bạn chỉ gọi một câu lệnh cần vẽ thì các bạn có thể vẽ trực tiếp ở trên này. Hồi này cô muốn di chuyển thì cho các bạn nhìn thấy cái mà chúng ta có thể gọi tên ở bất cứ vị trí nào. Sau khi mà chúng ta đã viết xong thủ tục thì chúng ta có thể gọi FD, cô cho nó là 200. Rồi bây giờ cô vẽ hình tam giác thì cô chỉ việc gọi hình tam giác, cô gọi đúng cái tên thủ tục mà mình tạo ra. Cái này cô chưa có hạ bút nha các bạn, pen down. Rồi sau đó cô mới gọi cái lệnh hình tam giác ra. Như vậy là cô vừa mới vẽ xong hình tam giác. Và cũng y như vậy, cô sẽ di chuyển con chó lên RT90 PU, phải nhấc bút lên, nếu không các bạn sẽ thấy là có chúng ta có cái đường chỉ đi lên thì nó xấu cái hình. FD 300, cô di chuyển lên 300, hình như là nó có vẻ quá xa, cô sẽ đi lùi lại. BK 100. Rồi bây giờ cô muốn vẽ cái hình tròn ở đây thì cô sẽ chỉ việc PD, cô hạ bút xuống và cô gọi lệnh hình tròn. Nãy cô đặt tên là hình tròn, giờ cô chỉ việc gọi hình tròn. Như vậy cái hình tròn của cô đã vừa được thực hiện, câu lệnh của cô đã vừa thực hiện, thủ tục nó đã vừa gọi tên ra. Đây là cách mà chúng ta có thể lưu được cái hình và ở tiết sau các bạn cũng vẫn có thể vẽ được. Và cô sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn thêm một hình nữa, đó là hình chữ nhật. Như vậy là cô đã hướng dẫn các bạn hình tam giác, hình tròn, hình vuông trong cùng một cái trang logo. Cô nhấn Ctrl C, cô nhấn Ctrl V và cô vẽ hình chữ nhật của đây. Để khi mà chúng ta có những cái thủ tục nhỏ, thủ tục con như thế này thì lần sau khi mà chúng ta có thể sử dụng đi sử dụng lại, thì các bạn muốn sáng tạo các bạn chỉ việc gọi tên nó ra thôi thì rất là dễ dàng cho các bạn trong việc sáng tạo hình vẽ. Đây là hình chữ nhật. Hình chữ nhật cô để đó là màu số, chúng ta có màu số 1, chúng ta chưa có màu số 2. 1 2 3 4. Và repeat hình chữ nhật thì cô chỉ cần lặp lại 2 lần vì cô cần chiều dài và chiều rộng. FD là 100. Bây giờ là FD 50, một cạnh 50, phần RT 90, phần quay một góc 90 độ. Như vậy là cô vừa mới thao tác xong hình chữ nhật, cái này chúng ta cũng đã học rồi đấy. Nào cô có thể đóng cái cửa sổ này lại. Các bạn nhấn File, Save. Rồi bây giờ cô muốn vẽ hình chữ nhật cũng thế nào. Cô di chuyển RT90, pen up, FD 300. Cô muốn cho hẳn qua bên này, cô muốn vẽ hình chữ nhật ở bên góc bên này. PD RT90, cô muốn vẽ hình chữ nhật, cô chỉ việc gọi lệnh hình chữ nhật và cô đã thực hiện vẽ xong được cái hình chữ nhật ở đây rồi. Thì đây là cách mà cô dùng thủ tục để viết các cái câu lệnh và giúp các bạn có thể thực hiện lưu. Bây giờ cô viết file save. Thực ra là nãy cô đã save trên kia rồi thì nó đã tự động nó lưu rồi các bạn nhé. Đây là cô sẽ lưu là các hình vẽ. Cô đặt một cái tên khác. Còn các bạn thấy là để thể hiện cái này thì bắt buộc cô phải đánh lệnh rồi nhấc bút lên hạ bút xuống. Còn nếu như các bạn có thể lập trình cho nó thì vào trong thủ tục cũng được. Còn đây cô thích đưa R ra để cho các bạn tưởng tượng về các cái thủ tục, các cái gọi thủ tục nó ra như thế nào, cho các bạn dễ dàng làm bài tập hơn. Rồi chúc các bạn làm tốt các cái bài tập liên quan đến thủ tục.